mình đã quay trở lại sau 45 phút mình đã để cái thuốc nhuộm này ở trên tóc và xả lại với nước, sau đó mình có ủ lại với kem ủ của mình. Thì hiện tại thì tóc mình nó đã lên màu như vậy. Ở trên đây thì tại vì tóc mình nó màu đen á, lên màu nó không được sáng bằng ở cái phần dưới. Nhưng mà nhìn chung thì màu lên khá là đều, khá là đẹp và ở trên đây rất là đẹp. Không biết trên camera các bạn có thấy không nữa. Rất là mượt, tóc rất mượt. Mình đã từng sử dụng cái thuốc nhuộm của Etude House thì nó cái thuốc nhuộm của nó thì nó cũng lên màu tốt, nhưng mà khi mà các bạn xả cái thuốc nhuộm đi á thì tóc nó khá là rít, nó khá là sơ, hơi khô một chút. Nhưng mà nếu mà bạn sử dụng cái gói kem xả mà có sẵn ở trong hộp á thì sau đó nó sẽ mượt. Nhưng mà riêng với cái thuốc nhuộm này thì khi mà mình chỉ mới xả cái thuốc nhuộm đi thôi á, nó đã rất là mượt rồi, thì mình rất là hài lòng. Mình mua cái màu này là nó là màu rose brown, nhưng mà mình thấy là lên nó nghiêng về nó hơi cam hơn chứ không phải là hồng. Nhưng mà mình cũng rất là thích cái màu này. Ở trên đây tóc rất mượt luôn á, tóc mượt lắm luôn. Thì mình mua cái này ở Hachi, giá của nó hình như là 250.000. Thì so với cái chất lượng này thì mình nghĩ là rất là đáng đồng tiền, nên thử. Và cái này cũng rất là dễ dùng nữa, mình đâu có biết nhuộm tóc đâu, nhưng mình cứ nó có bọt thì mình cứ để lên tóc như là mình đang gội đầu vậy đó, rất là dễ dùng. Nếu như có cơ hội thì các bạn nên thử nha. Nếu như các bạn thích những video như thế này thì vui lòng like, share và comment cho mình biết nha. Bye bye.